Đây, hôm nay là trường trung học phổ thông Chu Văn An tổ chức giải cho các cháu, tạo sân chơi cho các cháu lớp 6, lớp 7, 8, lớp 9. Đây là hiện tại đang trước màn ảnh là hai lớp 6 E và 6D. Đây là trọng tài Gia Bảo. Không, lớp đây lớp mấy rồi? 6B, 6C hả? À, 20 nghiêng về lớp 6B. Đá một hiệp bao nhiêu phút các bạn? Không nghiêng về lớp 6B. Rồi giao bóng lại. Giao bóng lại. Đẹp, hai con bắt thủ môn mà kháo khác nha, bởi vì trùng màu áo với cầu thủ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đi giày con, cột cái giày lên. Chưa đâu, lâu lắm mới có 6 phút rồi. Đặt bóng xuống, đặt bóng xuống. Đã bóng. Này chú có like trên kênh Gold FC nè. Con chân nào đá? Cái con lái xe hết vô kia.
Rồi đá đi không anh ơi. Mà chưa?
Đó thì đã hết hiệp 1 của trận đấu.